Sáng ngày mùng 5 tháng 1, Đảng bộ xã Bình Khê đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Bình Khê, mùng 6 tháng 1 năm 1949, mùng 6 tháng 1 năm 2019. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã và đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã. Thực hiện chủ trương của chi bộ huyện Đông nay là Đảng bộ thị xã, ngày 6 tháng 1 năm 1949, chi bộ Đảng xã Bình Khê được thành lập với 4 đảng viên. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đảng bộ xã Bình Khê đã có 376 đảng viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 245 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng. Cùng với công tác xây dựng Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Bình Khê đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Năm 2013, xã Bình Khê được Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hiện nay sẽ tiếp tục triển khai xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt những kết quả tích cực. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 52 triệu đồng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Văn Học, Bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Bình Khê đã đạt được trong 70 năm qua đồng chí bí thư thị ủy đề nghị trong thời gian tới đảng bộ và nhân dân xã bình khê tiếp tục phát huy truyền thống của đảng bộ truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên tập trung kiện toàn tổ chức cán bộ khắc phục ngay những hạn chế khuyết điểm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn nữa, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Thị ủy cũng yêu cầu tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ và chủ đề công tác hàng năm, kết hợp đồng bộ xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong nhân dân, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa và các cấu hạ tầng đô thị như giao thông, tiêu thoát nước, chiếu sáng đô thị, hạ tầng cấp nước sạch và cảnh quan môi trường theo tiêu chí đô thị loại 4, phấn đấu có đủ điều kiện đề nghị thành lập phường Bình Khê trực thuộc thị xã Đông Triều. Nhân dịp này, ban chấp hành Đảng bộ thị xã trao tặng Đảng bộ xã Bình Khê bức chướng mang dòng chữ Đảng bộ xã Bình Khê 70 năm xây dựng và trưởng thành.